thứ năm, tuần thứ hai mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 11 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng dân chúng: Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan Tẩy Giả, tất cả các ngôn sứ cũng như lề luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan Tẩy Giả chính là Elia, người phải đến. Ai có tai thì nghe. Quý vị và các bạn thân mến, ai trong mỗi người chúng ta cũng khi bước vào trần gian này đều có một sứ vụ. Hay nói cách khác, mỗi người đều được trao ban một nhiệm vụ, một trách nhiệm nào đó để hoàn tất trong cuộc đời. Trang tin mừng hôm nay nói với mỗi người chúng ta về một nhân vật được chính Chúa Giêsu giới thiệu. Trong số những phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông. Đó chính là Gioan Tẩy Giả. Ông Gioan Tẩy Giả được trao một sứ vụ rất đặc biệt là chuẩn bị dọn đường cho đấng cứu thế xuất hiện. Đó cũng là điều dễ hiểu tại sao ông được xem là người cao trọng nhất trong giới phàm nhân. Bởi vì ông là người được Chúa tuyển chọn, được Chúa viếng thăm ngay khi còn ở trong bào thai, được trao sứ vụ tiền hô của Chúa, và còn là người đầu tiên giới thiệu với dân chúng cũng như các môn đệ của ông về Chiên Thiên Chúa, đấng cứu chuộc trần gian. Mỗi Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích rửa tội đều phải thi hành sứ vụ trên với những nén bạc Chúa trao cách khác nhau. Người làm hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân với nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả đều chung một sứ vụ, đó là loan báo tin mừng Chúa Kitô cho mọi người. Với sứ vụ được trao, chúng ta đã thực hiện như thế nào? Lạy Chúa, chúng con biết mình bất xứng, còn nhiều giới hạn trong trách vụ được trao. Chúng con biết với sức mình, chúng con không thể chu toàn. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con biết chu toàn sứ vụ được trao phó cách hữu hiệu nhất. Amen.